ai biết mơi mua gì để xào cúng hay là gì, có biết cái vụ này đâu. Ừ. Thế đốt đi chứ chậm chậm lên đó đằng cày dễ tắt. Nói đem bị đồ lại để cho ảnh. Con kêu kêu anh Hai nhận tiền. Anh Hai à, đây, kêu bằng anh Hoàng Nhân đó nói. Ừ. Anh mẹ dạy con ngồi đó, Mỹ nữa gì tám dạy con đó. Thì con kêu vậy đi. Mình đốt mình niệm thầm thầm đấy không miệng ấy lên. Người ta vừa ấy tắt là ta để vô liền đi rồi sao đốt quẹt hoài vậy? Mọi vô hoài vậy đó. Đây là anh với anh đó, hai đứa em cũng hai đứa em con của cô. Nó thương hai đứa này lắm nghe, có tiền là nó không giống như nhà tiền, nó để tiền mày cái cây bông giấy đó cho nhỏ này nè. Dạ. Nó la nhỏ này, em nói mày lấy đi chơi, nó không có tiền, nó khổ muốn chết nè, lấy đi chơi. Nó muốn cho ai nó cho đi, mà không có lấy tiền của nó. Dạ. Mua bánh cho này nè là em la, nó mày lấy thì tao đập mày chết. Ừ, bây giờ là không có thầy chùa luôn rồi nha. Sống rồi đó, mất rồi. Anh ngày mất ngày cho anh Nhân thì anh 2 tuổi mất, bây giờ nằm ở đây như thế này mà gia đình liên hệ bên thầy chùa thì cũng chưa được luôn. Mới tính nằm ngã lưng cái bà chị dòng nó nói mèo nói quá trời mèo nói thì mình nghe rồi là ra làm nấu mì rồi đó, lấy cháo rồi đó. Sáng điện theo ôm không dám chở. Rồi cái em mới điện cháu, em nói Nguyên ơi con có chạy xe ôm, nó còn chạy lên nhà cậu điện luôn. Thì anh cố gắng mà chị lo cái hậu sự. Chị là lúc mà chị lại á, nãy chị nói là lúc lại là thấy anh nằm như vậy rồi đó ha. Thì nó nằm xuống, em mới kéo nằm đi, lúc em lại ôm. Là thấy anh nằm rồi đó, anh chỉ chụp tấm hình lại. Thì đó, lúc đó là nó chết đó, em mới chụp á. Lúc nó chết đó. Nằm ngay đường lộ luôn, cặp méo lộ luôn. Chắc lo anh đi rồi anh chịu hết nổi rồi, anh cũng ngã vị luôn. Không phải em nhìn lại biết rồi, em thấy nó không mất cốt. Em về em nói mẹ ơi chắc này nó chết đó mẹ ơi. Giờ không ai chở nó về, nó chết ngoài đường nè. Nãy cũng có kêu hồn đó, kêu mày về Lê mày Nhân đó, 32 tuổi về nhà nghe mày. Có kêu hồn rồi. Có kêu em kêu dài ngoài, kêu dài. Đốt nhang mình kêu ha. Không, em kêu thầm vậy đó, cái nhang đèn đâu. Dạ. Mày kêu đại vậy đó. Người nhà nói chung là làm đơn sơ vậy thế này. Có điện thì mình điện sớm để khuya quá là giờ sao không chạy đây để chị điện thử cho chị điện đây đang biết đường chứ chạy xuống để mà chỉ là phần lo lắng bây giờ đi rồi áo quan đã có rồi nhưng mà lo lắng nhất là chưa có cái chi phí để chôn cất cho ảnh rồi về chùa cũng chưa có luôn nè. Nói chung người nhà cũng đang cố gắng để liên hệ để cho hoàn thành cái hậu sự của ảnh để nhìn ảnh khi sống đã khổ rồi bây giờ khi mất mà cũng không có được rồi. Nãy chồng bà chị có còn số vợ nó kệ đi mình điện về cũng vậy thôi. Dạ, yeah, có điện chưa chị? Yeah, chị em nói là mất số rồi. Chồng nhỏ đó nó cũng nồi nào đó dung nó cũng khùng nó thẳng vậy. Dạ. Yeah. Nó số mất tiêu rồi. Dạ. Yeah. Mà nó cũng thương này lắm nha, thương lắm. Lo yeah. Điều băng đó. Dạ. Yeah. Mà hai đứa này nó không có hợp. Không có hợp nữa nha. Người chết không có con mà cũng không có vợ. Nằm cho queo, đùa yeah. Thắm không có. Vợ của anh đó, chị. Vợ nó ở đâu? Ở dưới miệt dưới cũng chấp chân đó mà mấy chỗ nào. À. Tại vì hai đứa nó quen rồi nó dẫn gì đó nó ở thôi. Có liên hệ tới chị chưa? Mất số luôn rồi, mất liên lạc luôn rồi. Chứ có chồng khác cái gì rồi. Dù gì cũng là vợ chồng mà mình có số thì mình liên hệ, mình thông báo. Khi mà chị hay tin là chắc chắn là chị phải về thấy chồng mình như vậy. Tại vì vợ nó chắc nó không có xem điện thoại, nó không biết chuyện mấy vụ này. À. Tại vì bên cạnh đó thì cũng còn anh, ấy còn con của anh nữa. Thì nhỏ gái y bóc nó luôn. Y bóc luôn. Dạ. Phải là liên hệ được thì quá tốt. Trong vườn cháu lộ mình là con có thấy không? Thì ổng có mà dẫn ấy thì mình kêu chỉ đường cho ổng vô. À là gần đây hả cô hả chị? Ngoài chợ. Ồ chợ. Chợ. Đợi cho số. À xin cái số. Giờ này cũng biết đường đâu, còn không nó để điện cho thằng Quý. Gần 9 giờ điện rồi. Điện đại đi, chợ chỗ nào được tối rồi cả nhà. 9 giờ hả? Ừ, gần 9 giờ. 8 giờ mấy à? Hai có đùi á, đứng tự kêu. Chiều giờ vậy cũng lăn xăng rồi, giờ dứt con đùi luôn. Không ăn uống gì hết. Đuối lắm luôn. Một hồi nè, nó nổi hồng 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 như là mũi cắn vậy đó. Dạ. Em á, nó sổ á, giờ nó cứng ngắt rồi nè. Dạ. Hay nhìn. Chứ giờ mẹ đúng một tay của chị không à. Chứ giờ mấy chị em anh đồ đi làm có ai đâu nhà. Không có hộp quẹt nữa hả? Có hộp quẹt đâu. Ừ. Cho con lấy cái hộp quẹt đi, con đốt một kỳ vậy. Ơi. Dạ. Ai biết mơi mua gì để xào cúng hay là gì, có biết cái vụ này đâu. Ừ. Lấy đốt đi chứ chậm chậm lên đó đằng cày dễ tắt. Thì đó.
nói đem bị đồ để cho ảnh. Con kêu kêu anh Hai nhận tiền. Anh Hai à, kêu bằng anh Hoàng Nhân đó nói. Ừ. À, mẹ dạy con rồi đó, Mỹ nữa gì Tám dạy con đó. Con kêu vậy đi. Mình đốt mình niệm thầm thầm đúng không? Miệng lên trời. Ta vừa ấy tắt là ta để vô liền đi rồi sao đốt một quẹt hoài vậy? Mọi vô hoài vậy đó. Đây là anh với anh đó, hai đứa em cũng hai đứa em con của cô. Nó thương hai đứa này lắm nghe, có tiền là nó không dám vô nhà thì nó để tiền mày cái cây bông giấy đó cho nhỏ này nè. Dạ. Em la nhỏ này em nói mày lấy chi, nó không có tiền, nó khổ muốn chết này mày lấy chi. Nó muốn cho ai nó cho đi, mày không có lấy tiền của nó. Dạ. Mua bánh cho này nè là em la, nó mày lấy tao đập mày chết đó. Vậy là tính ra mà anh Nhân này mà có tiền thì cũng phóng khoáng ha. Đó, đúng, con có tiền xài hết. Xài hết, rồi đó. Rồi kiếm nữa. Dạ. Có nhầm khi nó mất mấy trăm ngàn đó. Dạ. Không có giá. Dạ. Đi mò. Đi mò, mà ai có gì cho nó đồ ngon lại cho anh ta chứ. Dạ. Anh cũng... Ăn tốt cá đồ bự nó cho đúng đắn chưa? Dạ. Không lấy ghế mua lần là 5 kg con nuôi đem cho người ta, 5 kg con nuôi mà để nấu ăn đó đem. Dạ. Cho người ta chơi vậy đó, có tiền mà. Chỉ con cái là hơi không là uống rượu thôi. Thì uống rượu thôi nó có tật đó. Thôi cái ảnh quá tốt luôn. Nhiều lúc nó nói chuyện ra là biết nó khùng liền. Dạ. Khi mà cái hậu sự của anh Duyên mất rồi thì gia đình cũng đơn chiếc thôi nha, nên là không có người thân gì hết, chỉ có người ba và mấy cô thôi, mấy đứa em và con thôi. Cha nó nói chung là có mẹ kế thì hai đứa em sao rồi, không có thương yêu gì đó đâu. Dạ, đúng rồi. Thì nói chung là bây giờ là một mình, nó thẳng là một mình. Người ta thì người ta có mẹ có cha đàng hoàng, còn nó nói chung là cũng đâu có ai thiếu tình thương mẹ rồi, cũng như cha vậy rồi, cũng thiếu tình thương cha rồi, không có ai dạy dỗ nó thẳng là vậy. Dạ. Hồi đó thì nó ở với ba mẹ em. Ừ. Nó ở với nội hồi nhỏ ha. Trời ơi, hồi nhỏ anh ấy tưởng nó bệnh chết rồi đó, bị cái gì thằng mỡ gì đó anh, ăn mặn là nó sưng. Dạ. Uống nước đá là nó sưng. Ừ. Nghe thầy ở đâu ý lộn, nghe chỗ nào hay là ba với mẹ cũng chở đi hồi. Dạ. Đó cho cha nó, ba em cho ăn công đất. Dạ. Cũng bán chở con đi. Tới ngày này bảo em nói hoài đó, bây giờ nó lên nó trả hiếu cho ông đó. Dạ. Vậy đó. Bán, trời ơi, thấy ha, mập như ông địa tưởng nó chết không. Rồi sao nhờ cái chú trong này cho uống thuốc nam mà sao sổ hết luôn. Dạ. Hết. Chúng thôi nó chết hồi nhỏ rồi. Dạ. Chứ không phải sống tới giờ đâu anh ơi. Bởi vậy ba em giận quá nhiều lúc nói, biết nhỏ để cho mày chết chưa rồi. Giận á, ông nói vậy á. Chứ đó anh thấy ông ghét bỏ chứ, rồi nó chết rồi có bỏ được không? Anh Hương mất nhiều cái căn bệnh. À, bệnh từ nhỏ luôn, bệnh từ nhỏ. Ông mở. Bệnh cũng lạ không? Ừ, bệnh đó bệnh chết không đó anh, nhiều người chết lắm đó anh, bệnh đó đó. Ta sưng mình thấy y chang giống đĩa vậy đó. Dạ. Coi gì là mười mấy tuổi là nó hết đó. Nó hết rồi là bắt đầu nó đi ra ngoài. Ừ. Nó ra ngoài nó sống cuộc sống vậy đó. Mà cha nó cũng nhẫn thương nha, Tết về cũng cho này. Thấy chú hiền. Hiền của chừng cũng... Nói chung là hai cha con nó rất bốc. Ừ. Mà cha nó thì không có chữ thôi. Dạ. Thì cũng có uống nhưng không có chữ. Dạ. Thì nó đó cũng như cha nó uống thì liều lượng chứ không phải như nó mà. Dạ. Có là uống hết, nói chung là rượu là thay cơm. Dạ. Nó là vậy đó. Mình phải chăm sóc bản thân mình chứ mà bỏ phế là không có được. Bởi vậy nói hoài nói đâu có được đâu anh, nói coi ta có tiền ta ăn đi, mày thấy không, tuổi mày người ta mặc, người ta có vợ có con ta chở đi chơi. Ủa. Dạ. Mình nên tao làm tiền nhóc. Dạ. Nó không có chịu vậy. Tuổi này là tuổi đang hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Mình tại không phải đâu, cái căn số nó đã định như vậy rồi. Dạ. Vậy thôi. Nhiều người cũng phiền. Dạ. Nhiều lắm luôn. Dạ, nhưng mà tại cái ảnh như vậy rồi nên mọi người cũng không biết sao luôn, thương thì thương nhưng mà không biết như thế nào để giúp nó, phải chi nó lo thì mình nói vậy. Dạ. Giúp nó là vậy không, rồi làm hoài vậy sao, ai mà có tiền đâu, ai cũng hoàn cảnh cũng khổ. Dạ. Ví dụ cô còn dưỡng chi. Dạ đúng chú rồi. Chú còn thím hay mợ chi. Dạ. Đâu giúp bữa trước bữa sau thấy hay mất tiêu hết rồi. Thì đó vậy không đó. Nó ưa xin tiền bà chị dâu thứ bảy. Dạ. Chị bảy ơi cho con xin 20 rồi chứ mày. Cái em nói chị đừng có cho nó, cho là kiếm bà hoài. Đừng cho nó, bà cho thí dụ nó đòi chén cơm, xin chén cơm hay tô cơm bới cho nó ăn thì được. Chứ 20 ngàn mua được lít rượu rồi. Ừ. Giống như mình cho lại hại ảnh luôn. Thì đó đúng rồi. Mình cho uống rượu thêm rồi lại bệnh thêm mà hại. Bởi vậy cái anh công an ngoài nha, nói ra ngoài nha. Nó ăn bún. À, ông mua cho tôi gói thuốc ơi. Nè, anh kia anh cũng mua cho gói vết đàng hoàng. Ừ. Ăn chưa no nữa, ông cho tôi xin ổ mì thịt nữa đi. Dẫn cho. Dạ. Cho tiền xe ôm về luôn. Ừ.
nó anh đừng có cho tiền nó nha, cho tiền là mua rượu, dạ. Cho đủ tiền sơm thôi, dạ. Không không đi sơm nữa bộ, để tiền mua rượu vậy đó. Thấy tội nghiệp cái cảnh mà loại bộ từ đây xuống tới cái sách dưới, dạ. Đi nằm bệnh viện, thấy nằm ta thì có người thân thăm, còn nói ai thăm? Ai điện kìa. Gì? Để nó bên hông nhà chứ nhà cửa đâu. Giờ gia đình để gì đây các nhà thấy. Người đến đây mình nhìn thấy cái hình ảnh này nó trông quá đau lòng coi. Người ông cũng đứng, ông nội, ông nội với là mấy cô, rồi hai đứa em bà con thôi. Rồi để nằm như vậy đó. Cũng đang liên hệ với thầy lại để chờ tới cái giờ để tắm liệm á. Chứ bây giờ cũng chưa có gọi được thầy nữa. Hôm nay là nhà của bà con đây. Các cô chú cũng đến đây để lo cái hậu sự của anh đó coi nha. À, giờ điện không được luôn hả chị? Ồ, vậy là giờ điện không được luôn rồi. Vậy là mai sáng mình điện sớm ha, rồi khuya nay là lắm tắm. Tấm... lo tới 2 giờ khuya. Cái đội mai táng người ta đến rồi, dạ. Cần phải có thầy. Dạ. Không có như thế nào đây không biết được. Không có thầy chùa ai luôn. Cái gì? Không có thầy chùa kia điện có được. Cái này là cô Út. Dạ, cô Út. Đây các cô Tám, cô Tư, cô Út. Có ba cô mà. Dạ, ba cô thôi. Dạ. Đây là ba cô. Cũng chung tay để lo cái hậu sự của anh đó. Thì chắc bây giờ chắc cho phép em tạm khép video này đây thì em lại tiếp tục cập nhật về câu chuyện gia đình, về cái hậu sự của anh. Cũng rất là mong muốn là có quý mạnh thường quân mà chúng ta để giúp đỡ cho gia đình để lo cho cái hậu sự cho anh cho nó hoàn tất nha cả nhà. Thằng này cũng chạy đi không nhỉ? Cái gì cũng có. Hàng là chấp của nó luôn hả? Kiểu là... Giờ ông điện này chùa đi hỏi chồng coi, bây giờ điện không có được rồi đó, không có ai chứ. Là đi ở chồng có ai. Ông chở đi bệnh viện là không có. Rồi xong mất rồi đi mua chiếu đắp cũng không có luôn. Chính em là người mà đưa anh không đi xe ôm. Khi mất rồi không có gì hết trơn. Giờ tới thầy thì tụi cũng không có luôn. Sao khổ dữ. Khi mất rồi không có gì hết trơn á. Dạ. Cô nói sống cũng khổ mà khi mất rồi cũng khổ luôn. Đó nè, thấy không? Mấy giờ em nổ họng lên đó. Chuẩn bị nè, còn hồi mà tắm rồi nhìn nó nổ đầy luôn. Dạ. Nó đặt máu lại. Dạ. Hình như là cũng có thầy đến đây để coi là cái giờ tốt cũng như là để cho cái hậu sự cho anh coi nha. Chị ơi, thì bây giờ thì mình hỏi cô cho biết đặng chứ mời đặng mình đi chứ để không biết nhà có nhà có cửa biết đường đâu rồi giờ tỉnh đâu. Con chó kìa không có đem vô. Người ta làm mã chưa rồi có chưa? Có rồi cô ơi, sáng 6 giờ đó, 6 giờ là 5 giờ mấy phải đi mua đồ về đang luộc, đang đem cúng đó. Cô coi làm gì tâm thơ. Dạ dạ thì ông đất có. Đai hả? Cúng đất đai xong rồi nói bữa nay là ông đất đai. Thông sự như là con anh hả cháu gì đó. Như đây mất đó thì nay cho xin động đất cúng dĩa tâm sơn. Cha nay là cha mà con động đất làm cái mộ cho hàng con hay gì đó xin đất đai gì chứng minh cho mần cho gửi xác của con xuống nơi lòng đất của mẹ chứng minh xin gì mà đất đai chứng minh của chung với đó hả? Thấy không mình muốn giấy gì đó mình làm cho xin giường chứ không. Vậy trên này à, chung bên đây hả chị hả? Chứ không có phải có gì đây, gì nữa em dẫn anh đi lên đó anh quay chỗ đó. Dạ. Là dường tư nó cho chôn dưới này luôn. Dạ. À dường tư cho chôn dưới này. Như miếng đất rộng nó bự rồi.
gần mấy xong cũng gần mà đổ lên đan bự gì nè, đổ bê tông á cao nè, còn xa còn khoảng thời từ chỗ mí lộ nó vô trong này rồi tới ra ngoài sông. Cái đó nhà đất của ai? Cái của ông của ba thì bán cho ông mình dễ, như dưới đó thì đâu có làm gì đâu, bán cho ông nằm ổng anh em mà chết nữa đó, chôn nó trên giường chắc không dám đi lên trển thiệt luôn. Đi cũng bình thường mà sao từ đó giờ nghe thằng giàu bển chết cũng vậy, lỡ đụng mặt không sợ mà ai cũng nói mà thấy nó hoài luôn, mà nó cũng nhát á, mà sao mình tự nhiên không sợ mà giờ tự nhiên suy nghĩ tới mới sợ nè. Ồ, nghĩ tới thì đó, mình nghĩ tới mình mới sợ, còn mình không nghĩ tới tự nhiên thì bữa đó sao? Đi đường đó tự nhiên nhìn thấy cái mã nó là sao đâu, mà đó thì trời điện giật chết, mình thấy một tiếng giàu chết ở đâu vậy? Ở ngoài sau đó luôn. Vậy đi hả? Vậy tôi chết rồi, bữa qua cho bữa nay đi hả? Không, chết nay năm rồi, năm rưỡi rồi đó. Mới bữa nay có ông đi thiêu kìa, mới cho điện giật chết không ở đâu. Ồ, điện giật chết luôn. Okay. Em đâu Mỹ ơi, vô coi em con. Dạ, vô chẳng ngồi chẳng ở đây cô lại coi giờ rồi hay sao vậy? Cô Tụng. Dạ, cô Tụng ha. À, cô lại cô chỉ cho người nhà để làm. Thì cũng lo cho. Cũng như mà đem gửi chùa rồi đó. Dạ. Giờ ngủ rồi, cha nó ở đây còn xăm với mẹ nó. Dạ. Mẹ kế nữa rồi mất công thôi. Để đi cho nó vô chùa, đi cho nó dạ. Nghe kinh kệ nó. Dạ. Mình thống nhất gia đình để mình đưa anh vô chùa ha. Chùa. Dạ. Thì mình có tính rồi giờ đem vô cái hình với Di Hương, nếu mà hạ xong rồi là cha thỉnh Di Hương đem đi chùa gửi trong một mình giao với thầy dạ. Sư hoặc 49 ngày hoặc gấp năm dạ. Thì làm cái lễ xá tang rồi mới đầu mới thỉnh về cái mộ ở đó có che đầu lên không hay là mình che riêng. Nữa mình che riêng. Mình che riêng ra rồi cái mình cũng làm một cái bàn thờ ở đó. Rồi đấy là sao rồi cái này là con cháu bạn bè gì đó. Ra đám giỗ đám gì ai sách miếng gì đem về đó cúng. Con cháu là lấy trước cúng rồi sao á. Dạ. Vậy đi. Dạ. Cũng như bây giờ sống như là ở ngoài cũng lang thang rồi giờ dạ. Nó cũng giống vậy đi. Bây giờ mình che mát lên là tiền chế 40 cột. Thì kệ giá nó ủng hộ cho cha nó làm có tiền nên làm cho nó có rồi mình xây lên một bức tường rồi để cái mà bàn lên đó. Chưa đang vô. Mấy anh đang chở quan đến. Rồi tới mình cá rồi đó là chạy lên đằng. Dạ. Áo quan ha, áo quan là tới chỗ mang cá rồi ha. Ừ, đã đi lên đó mang cá rồi. Rồi mấy xe đi rồi. Cái anh này ở Sóc Trăng phải không? Dạ, ở Sóc Trăng anh chạy lên. Dạ. Cô là người tụng kinh đó, tụng kinh thì cũng chỉ người nhà là cách làm như thế nào để cũng như là để hoàn thành cái hậu sự cho anh đó. Bây giờ này thì bên đội mai táng cũng đang đem cái áo quan đến, đang trên đường đến rồi nha. Anh em cũng đang đợi để đến để chia sẻ. Đội mai táng có nhiệt tâm. Gia đình cũng quyết định là khi mà hậu sự của anh xong thì cũng đưa anh vô chùa. Thì anh lúc mà còn sống thì anh cũng khổ sở quá rồi. Thì bên cha này cũng khó là thầy có mẹ kế á. Nên là cũng không có đem về thờ được. Đây là ba đây, ba của anh Nhân á nha. Mấy chú thì cũng ở lại để chia buồn với gia đình. Giờ này cũng khuya rồi đó cả nhà, cũng khuya rồi. Đây mấy em cũng ngồi đây nè. Em cũng ngồi đây nè. Thì nói chung là gia đình thì cũng đơn chiếc á, khi anh mất thì cũng không có vợ con gì hết, nhà cửa cũng không, nên anh phải nằm như thế này chờ đợi áo quan đến để tẩm liệm cho anh đó cả nhà, đau xót.